Sáu mươi con, sáu mươi con, sáu mươi con, sáu mươi con, thì đây à.
giờ cho mấy luôn nè. Chắc là không uống thôi. Trời ơi, tiền mà chê. Trời ơi. Linh là hát lô tô mà nhìn giờ lô tô là sao? Là sao? Ừ, là sao? Đã vô hả? Bắt đầu vô là phục là biết tao không có nhận lắm đâu. Dạ, Nam ơi. Nam. Dạ, cả má. Tài đúng không? Tài ơi, ông Tài, chạy qua đi. Tài ơi, lẹ đang bán rồi. À, rồi bán rồi, đứng đi Tài. Rồi, cái đó giờ nghĩ bây giờ ai chưa có gì. Nhớ rồi, thì má xuất hiện đâu kìa. Ê, thôi bỏ mày lẹ vậy. Kể lần nữa tôi đi cho phép em là bé ba. Gửi một lời chào và lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất à. Trời ơi, mấy em gặp em sơ sát quá vậy. Dạ. Hả? Đang bệnh. Bệnh gì hả? Bệnh gì không? Bệnh thể. Bệnh gì? Bệnh thể. Bị bệnh chậm xa đó nữa không? Trời ơi, sao bị bệnh ta không ở nhà đi hết lại đi coi lô tô kia vậy? Tại giờ mua bông mình về cúng nè, rầm nè, cái sẵn rồi sân khấu quá quan luôn. À, vậy hả? Bệnh nhưng mà lương tâm cho phép đi bên đi cúng rầm nữa ha. Chị lấy không tặng chuyện bó? Không, để dành đi. Cúng hả? Để dành ăn đi má. Thôi kỳ quá à. Trời ơi. Coi mua vé mà. Mua vé đi. Mình đi coi lô tô vậy ha, mình có mua vé không? Mua 3 vòng. Mua 3 vòng? Tốn 90 vòng được gì hết trơn. Tại em xui đó, chưa tới số thôi. Từ từ vô. Dạ đúng rồi, người ta thường đoán là 30 ngàn. Bỏ túi làm chi, mua tờ lá bé, biết đâu mất tiền quý vị. Vô 3 vòng rồi không là sao? Biết đâu mất tiền là sao? Không là sao má? Thôi gì mà động viên người ta mua vé quá vậy má. Rồi, thế đâu quý vị? Người ta đứng ở trên kia, người ta có cớ, người ta nói cho đứng gần gần, sợ tới phòng viên con mắt quá à. Thì em sợ luôn. Đâu? Đâu nhớ bây giờ ai mấy chị ta hứa. Rồi dễ luôn à, dễ cầu trước à. Dạ bắt đầu vô, xuống bây giờ vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.